Coi ông cả nhà ơi, coi ông này cả nhà. Ông này mê luôn.
còn nữa. Tiếp tục lấy mặt trời cả nhà. Đây, à, con ba coi nè, con coi bông để ý luôn. Thank you.
Ở đây chưa vít nắp rồi. Ừ. Vô vít tà le rồi. Ở đây là không nợ là một câu. Một câu bị trật. Đâu? Câu nào mới? Vít rồi nè. Tao vít thì rồi, bắt chưa được vít rồi. Thì bây giờ là còn một, được một câu bị trật. Sẽ bị trúng rồi. Như vậy là hai cha con vừa mới quay xong ở trong farm với ở nhà luôn cả nhà.
cũng được mấy chục lít mật. Mới đầu mùa, mới đầu đợt hoa, hy vọng là những đợt sau sẽ nhiều hơn. Chào tạm biệt cả nhà, bye.